Ok, xin chào bạn, mình là kỹ thuật viên với CNN Movies. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn bộ điều khiển CNN điện dành cho ứng dụng điều khiển CNN điện đóng vào cửa sổ trên cao ở trong nhà máy để điều khiển khi có tín hiệu báo cháy thì CNN điện sẽ mở cửa sổ ra, và khi kết thúc tín hiệu báo cháy thì CNN điện sẽ đóng cửa lại. Thì đây là bộ điều khiển CNN điện, đây là Movies I và nguồn tổ âm cấp vào. Thì bộ điều khiển thì gồm có những cái nút sau, thì nút dừng tập này, nút báo nguồn này, nút đèn báo mở này, nút đèn báo đóng này, nút mở nút đóng. Đó. Thì mình sẽ hoạt động lên. Thì các bạn điều khiển đóng mở bằng tay thì có thể là nhấn mở, nhấn nút xanh. Dòng tải của nó thì đến 60A dành cho nhiều xe điện. Ok, thì tiếp theo đến nữa là cái phần mà điều khiển bằng tín hiệu báo cháy. Thì khi có tín hiệu báo cháy thì tiếp điểm đầu ra này sẽ chạm nhau, thì mình sẽ mô phỏng là chạm vào nhau như thế này. Thì khi mà có tín hiệu báo cháy thì CNN điện sẽ mở ra và đèn báo màu xanh. Sau khi mà kết thúc tín hiệu báo cháy, mà tức là mình nhả cái hai đầu tín hiệu này ra, thì CNN điện sẽ đóng lại. Thì khi có tín hiệu báo cháy, okay. Thì khi mà có tín hiệu báo cháy thì nó sẽ giữ nguyên cái trạng thái như vậy cho đến khi kết thúc tín hiệu báo cháy, thì mình sẽ nhả đây ra nhé. Khi nhả đây ra thì CNN điện sẽ tự động đóng lại, đèn màu đỏ sẽ sáng. Trong lúc mà CNN điện đóng lại thì các bạn có thể là điều khiển bằng tay để ngắt, ví dụ như là mình sẽ lại cho mở ra hoặc là đóng lại như bình thường. Khi mà tín hiệu báo cháy này, mình làm lại một lần nữa. Đó, mở ra. Thì khi mà mở ra đến giữa chừng hoặc là khi đến hết ấy, thì hết kết thúc tín hiệu báo cháy thì nó cũng sẽ tự đóng lại. Đó. Ok, để ngắt cấp điện thì các bạn có thể nhấn tiến lên hoặc là dừng lại, đặt tiến lên hoặc là đóng lại, để dừng lại.